giữ là giữ cái gì, buông là buông cái gì. Thì đạo Phật chính là buông tham, sân, si. Buông tham, sân, si, mạn, nghi. Phải buông nó đi. Vì vậy, người nào mà sống trong cuộc đời càng bớt tham thì người đó càng an nhiên và hạnh phúc. Người nào gì ạ, càng bớt sân thì sức khỏe của người đó càng tốt, và khuôn mặt của người đó nó càng hiền hòa. Người nào ít si mê thì người đó không bị kẻ khác dắt mũi. Người nào ít ngạo mạn thì người đó không gặp phải tình trạng xấu hổ. Vì anh ngạo mạn vì cái gì thì khi mất cái đó đi thì anh nhục nhã vì cái đó. Người nào ít nghi ngờ cho người khác thì ít bị người khác nghi ngờ lại mình. Như vậy nó đều có quy luật nhân quả. Vậy trong đạo Phật là buông năm con rắn độc: tham, sân, si, mạn, nghi. Xong giữ là giữ cái gì? Giữ cái thói quen học tập để nâng cao trí tuệ. Giữ là giữ cái gì? Giữ cái thói quen đi giúp đỡ người khác. Đó gọi là những thứ phải giữ. Tức là giữ cái gì? Sự tiến bộ trên con đường tâm thức của đạo. Đạo chính là con đường chuyển hóa tâm thức từ tâm tham vật chất sang có lòng tự trọng, sang đến gì ạ? À? Phải biết gì à? Giữ cái thân xác này để đừng ai phải lo lắng cho mình, rồi đến gì ạ? À? Phát huy cái trí tuệ, rồi đến mang lại giá trị cho mọi người. Nghiệp lực này. Thì như vậy là giữ con đường đạo và buông tham sân si mạn nghi. Nguyễn Hoàng Thành Đạt có đặt câu hỏi là: đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Theo suy nghĩ của anh, trong kinh doanh mình phải vận dụng giữ và buông như thế nào để an nhiên và thành công? Vâng. Giữ là giữ cái gì? Buông là buông cái gì? Thì trong đạo Phật, nói về thuần đạo Phật à, thì đạo Phật chính là buông tham, sân, si. Buông tham, sân, si, mạn, nghi. Phải buông nó đi. Vì vậy, người nào mà sống trong cuộc đời càng bớt tham thì người đó càng an nhiên và hạnh phúc. Người nào gì ạ? Càng bớt sân thì sức khỏe của người đó càng tốt, và khuôn mặt của người đó nó càng hiền hòa. Người nào ít si mê thì người đó không bị kẻ khác dắt mũi. Người nào ít ngạo mạn thì người đó không gặp phải tình trạng xấu hổ. Vì anh ngạo mạn vì cái gì thì khi mất cái đó đi thì anh nhục nhã vì cái đó. Người nào ít nghi ngờ cho người khác thì ít bị người khác nghi ngờ lại mình. Như vậy nó đều có quy luật nhân quả. Vậy trong đạo Phật là buông năm con rắn độc: tham, sân, si, mạn, nghi. Và trong đạo Phật là giữ cái gì? Giữ con đường đạo mình đi. Đó là sự tiến hóa về làm sao tâm thức của mình từ tâm tham vật chất mà mình chuyển vào được cái gì ạ? À? Chọn cảnh mà cần người khác tôn trọng cũng đã là tiến bộ rồi nhé. Tức là gì ạ? À? Người ta gọi là sự tự trọng. Sự tự trọng của bản thân. Cho nên mình dù sao nhé, cái thằng tham nó vẫn giàu hơn thằng tự trọng. Đấy không? Nhưng mà thằng tự trọng thì dù sao nó cũng không làm việc bậy. Nhưng thằng tham thì có thể làm việc bậy. Nhưng người tự trọng
thì cũng đau khổ vì suốt ngày phải giữ mặt mũi. Nhưng dù sao, người tự trọng còn hơn là người tham vật chất. Đấy. Xong được cái tự trọng thì giữ là giữ cái vòng gì ạ? Tiến bộ vào vòng trong. Đó là có thói quen sinh hoạt kỷ luật và giữ cái sức khỏe. Xong giữ là giữ cái gì? Giữ cái thói quen học tập để nâng cao trí tuệ. Giữ là giữ cái gì? Giữ cái thói quen đi giúp đỡ người khác. Đó gọi là những thứ phải giữ. Tức là giữ cái gì? Sự tiến bộ trên con đường tâm thức của đạo. Đạo chính là con đường chuyển hóa tâm thức từ tâm tham vật chất sang có lòng tự trọng. Sang đến gì ạ? Phải biết gì ạ? Giữ cái thân xác này để đừng ai phải lo lắng cho mình. Rồi đến gì ạ? Phát huy cái trí tuệ. Rồi đến mang lại giá trị cho mọi người. Nghiệp lực này. Thì như vậy là giữ con đường đạo và buông tham sân si mạn nghi. Vậy thì ứng dụng trong kinh doanh là gì? Tại sao người ta gọi là mô hình kinh doanh? Tại sao người ta gọi là kinh và doanh? Có chữ kinh và doanh đúng không ạ? Giữ là giữ cái gì? Giữ chữ kinh. Chữ kinh là tư tưởng. Ví dụ kinh Phật là tư tưởng của Phật. Kinh sách là tư tưởng của sách. Kinh doanh là tư tưởng trao giá trị của doanh nghiệp. Chữ kinh ấy, trong chữ kinh doanh ấy. Vậy giữ là giữ gì ạ? Cái uy tín. Giữ cái thương hiệu. Trao đi giá trị cho mọi người. Và cái đó trong doanh nghiệp gọi là sứ mệnh. Sứ mệnh chính là gì ạ? Tạo ra doanh nghiệp này để phụng sự khách hàng của mình, để mang lại giá trị và cảm xúc gì cho khách hàng, thì đó gọi là sứ mệnh. Vậy giữ là giữ chữ kinh. Giữ cho bằng được chữ kinh. Thì bắt đầu bạn sẽ có doanh. Doanh tức là tiền, cho nên nó liên quan đến doanh thu, doanh số. Lấy tiền ở đâu và lấy về bao nhiêu. Vậy giữ được chữ kinh thì sẽ có chữ doanh. Vậy giữ là giữ bằng được cái tâm hồn, cái linh hồn của doanh nghiệp. Đó chính là sứ mệnh. Và buông cái gì ạ? Buông cái gì? Buông bỏ cái lòng tham, sự ích kỷ thì bạn mới phụ sự được. Cho nên tất cả những người mà thành công, họ đều là những người biết phụ sự người khác. Nhưng mà muốn giữ được con đường phụ sự người khác thì lại phải buông được cái gì ạ? Cái tôi cá nhân. Buông được cái sĩ diện của bản thân. Cái tham sân si mạn nghi ấy, thì bạn mới giữ được chữ kinh, mới giữ được cái chữ phụ sự. Vậy trong doanh nghiệp, sứ mệnh là phụ sự. Hãy giữ chặt cho tôi chữ phụ sự. Mà muốn giữ được chữ phụ sự càng chặt bao nhiêu thì bạn càng phải buông được cái tâm gì ạ? Tham sân si mạn nghi đi bấy nhiêu. Thì khi đó bạn phụ sự được khách hàng. Và khi bạn phụ sự được khách hàng, tức là có chữ kinh ở trong doanh nghiệp, thì dứt khoát sẽ có chữ doanh ở trong doanh nghiệp, gọi là tiền về. Vậy phụ sự cho khách hàng để nhận lại giá trị khách hàng mang lại cho ta, đó là tiền bạc. Còn nhiệm vụ của ta là phụ sự để mang lại giá trị cuộc sống tốt đẹp cho khách hàng. Ok, cảm ơn bạn và chúc Nguyễn Hoàng Thành Đạt ứng dụng tốt đạo Phật vào trong kinh doanh. Rồi, cảm ơn bạn. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.